Nếu ngủ mơ thấy 10 điềm báo này, gia chủ sắp trúng quả trời cho, tiền bạc ùn ùn kéo về. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, có bao giờ bạn nghĩ rằng giấc mơ lại có thể báo trước cho chúng ta biết những gì sắp xảy ra trong tương lai hay không? Theo quan niệm về tử vi số mệnh thì điều này hoàn toàn có thể. Bất kể đó là chuyện hung dữ hay cát tường, thì ta đều có thể nhìn thấy trước những dấu hiệu cảnh báo trong giấc mơ của mình. Mặc dù có vô vàn các tình tiết hư ảo khác nhau diễn ra trong chiêm bao của mỗi người, nhưng các nhà tâm linh đã tổng kết ra, có một số giấc mơ phổ biến là điềm báo của sự may mắn và tài lộc sắp ùn ùn kéo tới. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngủ mơ thấy 10 điềm báo này, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo vào túi. Thứ nhất, mơ thấy cây nở hoa. Nếu một ngày bạn ngủ mơ thấy cây nở hoa hoặc mình lạc vào một khu vườn nhiều hoa quả thì đó là dấu hiệu vô cùng may mắn. Tài lộc sắp gõ cửa nhà bạn. Trong con đường công danh của bạn sắp tới, mọi thứ đều suôn sẻ, hành thông như mong muốn. Nếu bạn là người làm ăn kinh doanh thì sắp tới sẽ có hưng vận. Hợp đồng lớn mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận trong thời gian này chính là cơ hội để bạn làm ăn phát tài hơn. Hãy nắm bắt lấy nó. Thứ hai, mơ thấy nhiều ngôi nhà mới. Có vẻ như giấc mơ có ngôi nhà mới của bạn sắp trở thành hiện thực. Khi bạn trải qua giấc mơ này, một cuộc sống mới vui vẻ, an lành, tươi mới hơn đang chờ đón bạn khám phá. Những ngày tháng cũ với những muộn phiền, lo lắng rồi sẽ qua đi và chỉ còn lại những điều tốt đẹp như bạn mong đợi. Nhưng nên nhớ, may mắn ở lại với bạn lâu hay không là do chính bạn. Nếu bạn biết tận dụng thời điểm tốt đẹp này để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp, gắn kết mọi người nhiều hơn cả, trong công việc cũng như trong cuộc sống, thì sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Tuy nhiên, nếu bạn lãnh đạm, không thích tiếp xúc hay giúp đỡ mọi người vì cho rằng đó không phải là việc của mình, thì cũng không có những chuyển biến nào quá lớn trong sự nghiệp cũng như tiền bạc diễn ra với bạn. Thứ ba, mơ ôm em bé đang mỉm cười. Nhân chi sơ, tính bản thiện, trẻ em là những điều tốt đẹp và lương thiện nhất trên thế giới này. Bởi vậy, thuật giải mã giấc mơ có nói, nếu mơ thấy một em bé đang mỉm cười, tức là bạn sắp đón điềm lành vào đời của mình. Không chỉ được quý nhân phù trợ, làm gì cũng may mắn, suôn sẻ, bạn còn được đại cát đại lợi, đạt được những đột phá lớn trong sự nghiệp. Thăng chức, tăng lương, thu nhập ổn định, một bước đổi đời chính là điềm báo giấc mơ này muốn nói. Thứ tư, mơ thấy người quen đang mặc áo tang. Có thể bạn lo lắng khi mơ thấy giấc mơ này khiến bạn hoảng sợ. Tuy nhiên, đây cũng được cho là một giấc mơ may mắn về tiền bạc. Sắp tới, chắc chắn bạn gặp nhiều điềm lành với những thay đổi bất ngờ. Sự nghiệp vừa hanh thông thuận lợi, thậm chí có những bước ngoặt bất ngờ ít ai ngờ tới. Nếu bạn là nhân viên kinh doanh, sẽ có cơ hội bất ngờ đưa tới để ký kết một hợp đồng lớn. Thậm chí có người được đề bạt lên chức vụ cao hơn, lương thưởng hậu hĩnh hơn. Ít ai có thể ngờ tới. Ngay cả chính bạn cũng không tin được may mắn như thế có thể tới với mình. Thời gian này rất tốt để bắt tay thực hiện những kế hoạch mà bạn đã lên kế hoạch từ lâu nhưng vẫn chần chừ lo lắng, chưa biết khi nào nên tiến hành. Có thể nói thời điểm hiếm có này, nếu không tận dụng, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hối hận. Thứ năm, mơ được đốt pháo. Những ai đang độc thân, chưa tìm thấy một nửa của mình, sẽ có cơ hội tìm được người trong mộng khi mơ thấy pháo hoa đốt. Pháo hoa là hình ảnh tươi vui, rực rỡ, cũng là điềm báo. Bạn có cơ hội rất cao thoát đời độc thân, tận hưởng cuộc sống mới khi có một nửa yêu thương chăm sóc. Nếu bạn đang mải miết tìm công việc tốt hơn, phù hợp hơn mà chưa thấy, thì nay đã có những tín hiệu đáng mừng và dễ dàng nhận được chỗ mới rất tốt. Với những điều kiện làm việc thuận lợi, ai cũng phải mơ ước. Điềm báo là thế, nhưng nếu chính bạn không nỗ lực thì khó có được thành công như mong đợi. Vì thế, dù bất kỳ trong tình huống nào, công việc gì, nhớ phải tận tâm làm hết sức của mình, phát huy tối đa năng lực và tận dụng tốt cơ hội. Nếu may mắn tới và bạn biết kết hợp với năng lực của mình tốt, thì đây là lúc để sự nghiệp tài năng của bạn được công nhận nhờ ghi được thành tựu lớn. Thứ 6. Mơ đi chọn mua nhẫn. Nhẫn là biểu tượng gắn kết cho tình yêu đôi lứa. Vậy nên ý nghĩa của giấc mơ này là báo trước vận khí tình yêu trước mắt của người nằm mộng khá tốt đẹp. Người mơ thấy điều này sẽ thoát kiếp độc thân trong thời gian ngắn. Đồng thời giấc mơ cũng là điểm nhắc nhở người nằm mộng rằng
sau khi gặp được đối tượng ưng ý, không nên chần chừ do dự mà hãy tích cực nắm bắt cơ hội gây dựng hạnh phúc của bản thân. Điều thứ 7, mơ thấy Đức Phật. Nếu mơ thấy Đức Phật hay Quan Thế Âm Bồ Tát thì đây chính là dấu chỉ cho những điều bình an, may mắn sắp gõ cửa nhà bạn. Nếu đang làm công ăn lương, bạn nhất định sẽ khẳng định được vị thế của mình trong sự nghiệp. Nếu đang kinh doanh buôn bán, gia chủ sẽ làm ăn vượng phát lộc lá đầy nhà, may mắn hết phần thiên hạ. Thứ 8, mơ đang đếm tiền. Ai cũng mong muốn mình có thể được đếm tiền mỏi tay. Vì vậy, nếu nằm mơ thấy mình đang đếm tiền, gia chủ sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Nếu đang ấp ủ ý định thử sức mình trong lĩnh vực mới thì bạn sẽ thành công viên mãn. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ ấm êm, viên mãn, hạnh phúc ngất ngây trong thời gian tới. Thứ 9, mơ thấy cầu vồng. Nếu một ngày bạn ngủ mơ nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa thì đó là một dấu hiệu vô cùng may mắn. Trong thời gian sắp tới, mọi việc diễn ra với bạn vô cùng thuận lợi. Tiền bạc, tài lộc sẽ rơi vào túi bạn nhiều, không đếm hết. Cầu vồng sau cơn mưa cũng thể hiện rằng tất cả mọi muộn phiền đều cũ được rửa trôi để đón chờ một tương lai tốt đẹp hơn trong giấc mơ này. Cho ý nghĩa có thể bạn gặp khó khăn, song sẽ vượt qua một cách xuất sắc. Thứ 10, mơ thấy nhà dột. Nhà dột chắc chắn không phải là một sự tốt lành ở ngoài đời thực rồi. Nhưng nếu trong giấc mơ, bạn thấy nhà bạn bị dột thì cho thấy sắp có may mắn đến với gia đình bạn. Trong mơ, nếu nước chảy vào nhà, tức là đại biểu cho tài vận mưa rơi vào nhà, tức là tất cả những điều cũ kỹ sẽ được rửa trôi để chờ đón những điều mới mẻ. Mưa dột vào nhà cho thấy, mặc dù có gặp khó khăn, nhưng bạn vẫn an toàn về tiền tài, có cơ hội thành công hơn. Quý vị thân mến, chúng ta có hàng vạn giấc mơ trong cuộc đời mình. Mỗi giấc mơ đều mang một ý nghĩa riêng. Có giấc mơ là những điều tốt lành, nhưng cũng có những giấc mơ báo hiệu điều xui xẻo sắp xảy ra với bạn. Và thuật giải mã giấc mơ đã nhắc nhở rằng có một số giấc mơ sau đây là điềm báo chẳng lành, nếu không muốn nói là sự xui xẻo đang chờ đợi bạn trong thời gian sắp tới. Vì vậy, nếu mơ thấy 10 dấu hiệu sau đây, bạn cần tuyệt đối cẩn trọng với tất cả mọi việc, cũng như cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định bất cứ việc gì. Đầu tiên, mơ thấy bị rụng răng, gãy răng. Giải mã giấc mơ nhận thấy nhiều người bất luận nam nữ đều rất lo lắng, sợ hãi khi chiêm bao thấy mình rụng hoặc gãy răng. Họ thường hay nghi ngại về ngoại hình mà quên mất rằng đây là điềm báo cho biết tình cảm gia đình sắp tới nhiều khả năng sẽ bị rạn nứt hoặc đôi bên phải sống xa cách trong thương nhớ phụ nữ. Ở thời kỳ ngoại ngũ tuần, thường xuyên gặp giấc mơ rụng răng là dấu hiệu phản ánh sự không hòa hợp trong đời sống gối chăn. Chúng tôi khuyên rằng bản thân họ phải tự tìm ra mấu chốt của vấn đề mới có thể xoa dịu tâm lý và cải thiện nhu cầu tình dục của bản thân cho phù hợp. Chiêm bao thấy rụng răng khi mới yêu hoặc yêu xa là điềm báo cho biết chủ nhân của giấc mơ này đang cảm thấy thua thiệt, mệt mỏi hoặc thiếu tự tin trong chuyện tình cảm. Muốn khắc phục được điểm yếu này, họ cần chủ động hơn nữa trong việc biểu đạt tình cảm và chịu khó duy trì sợi dây liên kết giữa hai bên. Càng thờ ơ sẽ càng mệt mỏi và tăng sự lo âu. Thứ hai, mơ thấy nhà bị hư hỏng. Nhà là nơi an cư lạc nghiệp. Nhà có vững chắc thì người sống bên trong mới được bảo vệ và che chở lâu dài, yên tâm sinh sống. Nếu trong mơ bạn thấy nhà mình bị hư hỏng nặng nề như sập tường, rụng cửa, nứt toác trần thì ngoài đời thực hãy cẩn thận nhé. Đây là điềm báo trong mơ cho biết tai vạ sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Chỉ có điều nó sẽ chỉ gây liên lụy tới một mình bạn, còn các thành viên khác bình an vô sự. Tai nạn ấy có thể là gãy chân, gãy tay hoặc ngã xe, vân vân. Thứ ba, mơ thấy xe bị hỏng. Tất cả các loại giao thông cá nhân có thể sử dụng được như xe đạp, xe máy, ô tô, vân vân. Ở trong mơ, nếu bạn thấy xe thủng xăm, hỏng lốp, vỡ đèn thì cũng đừng quá lo ngại. Đây là giấc mơ không báo hiệu những tai vạ sát sườn vì chúng đều là những vật ngoài, bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên, giấc mơ này cũng cho thấy là thời gian tới, tài lộc của bạn sẽ bị hao tổn không ít. Thứ tư, nằm mơ thấy nằm giữa một cánh rừng hoang vắng. Mặc dù là trong giấc mơ, nhưng bạn vẫn cảm thấy sợ hãi với cảm giác chỉ có một mình. Điều này báo hiệu cho việc bạn sắp mất đi một người thân thiết, khiến bản thân rất khó khăn để vượt qua. Ngoài ra, bạn còn sắp gặp một chuyện vô cùng thị phi
khiến cho mọi người sợ hãi và xa lánh. Hiểu lầm này rất khó để có thể giải quyết và bạn sẽ còn bị cô lập trong một thời gian dài. Thứ 5. Mơ thấy vợ chồng cãi nhau. Nếu mơ thấy vợ chồng cãi nhau thì có nghĩa là sắp tới gia đình bạn sẽ gặp giông bão, xảy ra những mâu thuẫn nhỏ và cần phải cẩn thận và thật bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Bởi vì không phải lúc nào cũng thuận vợ thuận chồng, mà cũng có đôi lúc sẽ gặp phải những trường hợp cơm không lành mà canh cũng chẳng ngọt. Do đó, vợ chồng đôi khi cãi nhau là điều bình thường. Tuy nhiên, khi xảy ra tranh cãi thì cần phải cố gắng hạn chế làm tổn thương đối phương xuống mức thấp nhất. Bên cạnh đó, khi mơ thấy vợ chồng cãi nhau cũng có thể là do bạn bị ức chế tâm lý. Nếu chồng có tính cách hướng ngoại, còn vợ thì hướng nội, đôi khi giữa hai người xảy ra xích mích nhưng không giải quyết được triệt để các vấn đề dồn lại với nhau, gây nên sự căng thẳng thần kinh. Mỗi khi đêm xuống, lúc bạn chìm vào giấc ngủ, tiềm thức sẽ trỗi dậy. Những ức chế sẽ xuất hiện như để giải quyết được nội tâm của bạn. Điều thứ 6. Mơ thấy côn trùng bò khắp giường. Trong giấc mơ, bạn thấy côn trùng như sâu bọ, rán, kiến bò khắp ga trải giường hoặc dưới gầm giường khiến bạn cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy. Nằm ngủ trong trạng thái mộng mị bất an. Điểm báo giấc mơ nói rằng 80% người có giấc mơ kiểu này đều có chồng hoặc vợ ngoại tình thực tế hay ngoại tình trong tư tưởng. 20% còn lại cho biết khi họ mộng mị thấy côn trùng cũng là lúc người bạn đời của họ đang bị dao động dữ dội trong chuyện tình cảm, thậm chí là gần như chuẩn bị sẵn sàng cho việc ly dị. Các chuyên gia khuyên rằng để đối diện với giấc mơ kiểu này, bạn cần hành động thay cho lời nói. Trước tiên, hãy cố gắng tìm hiểu xem cô ấy hay anh ấy có còn tình cảm với mình hay không. Cả hai có chịu hợp tác với nhau, giải tỏa mâu thuẫn, trò chuyện, tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến tình trạng chán cơm, thèm phở. Từ đó cùng nhau đưa ra giải pháp thích hợp nhất cho cuộc hôn nhân của cả hai. Điều thứ 7. Mơ thấy quần áo bẩn thỉu. Bạn thấy mình cực kỳ nhem nhuốc, quần áo rách dưới. Nhưng khi tỉnh dậy, bạn đang diện bộ đồ ngủ hoặc quần áo sạch sẽ, đẹp đẽ, thì rõ ràng bạn đang phải đối mặt với việc vợ hoặc chồng ngoại tình hay bị bạn bè phản bội. Bởi lẽ quần áo tượng trưng cho tình yêu và tình cảm của người bạn đời. Khi một nửa xuất hiện những biểu hiện lạ, ăn vụng biết chùi mép, khả năng cao là bạn sẽ có giấc mơ đáng sợ kiểu này. Hãy khéo léo kiểm tra và chấn chỉnh hâm nóng tình cảm vợ chồng, bạn nhé. Thứ 8 là mơ thấy mình uống say khướt. Trong giấc ngủ, bỗng nhiên bạn mơ thấy nhậu nhẹt thâu đêm với bạn bè đến nỗi say khướt bất tỉnh thì phải cẩn thận ngay. Đặc biệt nếu bạn là người rất ít động tới rượu bia, dù chỉ một chút, vì đây là giấc mơ báo bạn sẽ gặp bệnh hoặc ốm đau liên miên trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu bạn lại mơ thấy mình uống say mềm và đánh đập người khác vô cớ thì không cần quá lo lắng vì hai việc này đều không đáng khen ngợi gì, nhưng nó lại không bị liệt vào những điểm hung đáng sợ. Thứ 9 là mơ thấy máu. Đây là điểm lành hay điểm dữ đây? Thấy máu bạn đang chảy hoặc bị mất máu trong mơ ám chỉ rằng bạn đang kiệt sức hoặc cảm thấy cạn kiệt cảm xúc. Ngoài ra điều này cũng có thể mang ý nghĩa là sự đối đầu quyết liệt giữa bạn và thân hữu của bạn. Những hành động đã qua trong quá khứ thường hiện về trong tâm trí bạn. Khi nằm mơ thấy chuyện sinh nở và có máu, đó là điềm báo xấu về chuyện không may mắn sắp xảy ra, thậm chí là tang thương chia lìa. Và thứ 10, khi bạn mơ thấy phòng ngủ ngập nước, cho thấy tình cảm vợ chồng bạn đang có dấu hiệu mờ nhạt. Có thể do thời gian gần đây, hai bạn có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tình trạng chiến tranh lạnh, hoặc cả hai thiếu sự chia sẻ, hoặc nguy hiểm hơn, cuộc hôn nhân của hai bạn đã thiếu lửa trầm trọng, khiến cho người ấy thấy hờ hững và lãnh đạm. Điểm cộng của giấc mơ phòng ngủ ngập nước là bạn đã kịp thời phát hiện ra lỗ hổng hôn nhân và còn đủ thời gian để vá víu. Nếu bạn còn tình yêu với chồng hoặc vợ mình, hãy chủ động tìm cách xóa nhòa ranh giới giữa đôi bên. Để tiếp nối chương trình là nội dung câu chuyện có tựa đề Đẻ 10 tháng, chồng không động chạm, mở tủ tài liệu, tôi bủn rủn thấy một bàn tay thò ra. Cánh cửa tủ bật ra, tôi đang định khép lại thì bùn rùn sợ hãi khi nhìn thấy một bàn tay người thò ra.
Ai cũng biết đối với đàn ông thì nhu cầu về chuyện ấy rất lớn. Họ khó mà nhịn được cả năm trời. Do đó trong thời gian phụ nữ mang thai và sinh con mà chồng vui vẻ kiêng cữ được cho vợ, đó thực sự là một niềm may mắn. Chồng tôi đã làm được như vậy và tôi từng nghĩ mình có một người chồng tốt. Thế nhưng khi tôi sinh con được cả 10 tháng mà anh vẫn không động vào người vợ thì thật đáng lo ngại. Thậm chí tôi chủ động gợi ý nhưng chồng vẫn viện cớ mệt mỏi, bận rộn công việc để từ chối. Tôi nghi ngờ chồng có người phụ nữ khác bên ngoài. Có chỗ giải tỏa rồi nên anh không thiết tha gì đến vợ nữa. Nhưng khi tôi hỏi thẳng chồng thì anh khẳng định anh không ngoại tình. Chồng còn mang danh dự và bố mẹ ra để thề thốt. Nếu lời anh nói là sự thật, vậy thì vì nguyên cớ gì mà anh không muốn động vào vợ? Hôm vừa rồi khi chồng đi vắng, ở nhà một mình, nên sau khi cho con ngủ xong thì tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Thấy phòng làm việc của chồng bừa bộn nên tôi đã giúp anh sắp xếp lại. Trước nay tôi thường không bước vào phòng làm việc của chồng vì anh không thích. Tôi tôn trọng anh, hơn nữa cũng rất tin tưởng chồng nên chẳng bao giờ tự tiện kiểm tra phòng làm việc của anh cả. Lúc thu dọn, tôi vô tình làm bật cánh cửa tủ đựng tài liệu của chồng. Công việc của anh có rất nhiều tài liệu nên anh mua hẳn một cái tủ to chuyên để giấy tờ. Thậm chí còn to hơn chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ vợ chồng tôi. Cánh cửa tủ bật ra, tôi đang định khép lại thì bùn rùn sợ hãi khi nhìn thấy một bàn tay người thò ra. Tôi theo phản xạ hét lên thất thanh: tại sao lại có người trong tủ tài liệu của chồng tôi? Dù lúc ấy trong lòng tôi rất sợ hãi, song vẫn lấy hết dũng khí giật mạnh cánh cửa tủ ra. Để rồi khi thứ ấy phơi bày hoàn toàn trước mắt, tôi không khỏi đứng hình. Đó là một con búp bê to như người thật, có tạo hình một cô gái trẻ rất xinh đẹp và nóng bỏng. Nói chính xác hơn, nó chính là búp bê tình dục. Đến lúc đó thì tôi đã hiểu tại sao chồng khẳng định bản thân không ngoại tình, nhưng anh cũng không muốn động vào tôi. Vì anh đã có công cụ để giải tỏa rồi, dẫu cho đó không phải là một người phụ nữ bằng xương bằng thịt. Khi chồng về, nhìn thấy cánh cửa tủ mở toang và món đồ bí mật của anh bị vợ tìm ra, anh im lặng cất con búp bê vào chỗ cũ. Sau đó anh giải thích với tôi mọi chuyện. Anh bảo từ khi tôi mang bầu thì anh đã mua con búp bê ấy rồi, không muốn đi bóc bánh hoặc cặp kè với người phụ nữ khác, trong khi đó nhu cầu cá nhân thì vẫn phải được đáp ứng. Chính vì thế mua con búp bê ấy là cách làm hợp lý nhất. Tôi gằn giọng hỏi anh: cứ cho là vậy thì tại sao sau khi tôi hết thời gian ở cữ mà anh vẫn không muốn động vào vợ? Chồng tôi lúng túng giải thích, thật sự anh mệt mỏi và căng thẳng nên không còn hứng thú với chuyện ấy. Nhưng đến lúc này tôi không còn tin lời giải thích ấy của anh nữa. Tôi đã hiểu ra một điều: chồng tôi có cảm hứng với con búp bê hơn là với vợ mình. Quả thật ngoài chuyện nó không phải người thật thì nhan sắc và vóc dáng của nó hơn đứt cô vợ vừa sinh xong là tôi. Nhìn vẻ mặt thất vọng và đau đớn của vợ, chồng khuyên tôi đừng nên để bụng. Nó cũng giống như một món đồ chơi tình dục mà thôi. Anh chẳng làm gì có lỗi với tôi cả. Rõ ràng cách làm của anh đã là tốt nhất rồi. Ngẫm ra thì chồng tôi nói cũng đúng, còn hơn là anh qua lại với người đàn bà khác. Thế nhưng tôi phải làm thế nào khi mà chồng tôi vẫn giấu con búp bê trong phòng làm việc và không muốn động vào vợ? Nghĩ đến cảnh tượng anh dùng con búp bê để giải tỏa mà tôi cảm thấy ghê sợ. Liệu có phải chồng tôi đang mắc bệnh tâm lý, cần được chữa trị hay không?